Vâng, xin chào các bạn. Những báo là sao lưu iPhone không thành công vì dung lượng iCloud đã quá đầy liên tục xuất hiện trên chiếc iPhone của bạn, gây cho các bạn cảm giác rất là khó chịu. Và để giải quyết được điều này thì mời các bạn cùng xem hết video ngày hôm nay nhé. Khoản iCloud trên iPhone thì trước tiên là chúng ta sẽ vào phần cài đặt, vào phần đầu tiên tại mục iCloud thì mặc định tài khoản iCloud Apple sẽ cho chúng ta là 5GB để lưu trữ. Thì trong vòng 5GB lưu trữ trên iCloud này thì nó sẽ lưu những gì? Các bạn thấy là nó sẽ lưu tất cả những dữ liệu từ danh bạ này, danh bạ, tin nhắn và ghi chú và những cái tất cả những dữ liệu của các ứng dụng chúng ta đã cài đặt trên một chiếc iPhone hoặc là iPad. Hoặc là MacBook thì tất cả các dữ liệu này nó sẽ lưu trữ hết lên trên iCloud. Vậy thì chúng ta sẽ phải quản lý như nào để trong vòng 5GB nó sẽ lưu trữ cho chúng ta những dữ liệu cần thiết thôi, và những dữ liệu không cần thiết thì chúng ta sẽ nên bỏ qua, không cho nó lưu nữa thì nó sẽ không báo đầy nữa. Thì nếu bạn nào có điều kiện thì chúng ta có thể mua lên thêm dung lượng của iCloud. Thì có thể mua trên dung lượng iCloud thì các bạn có thể xem lại những cái video mà mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách mua dung lượng trên iCloud. Thì ở trên video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta không cần mua iCloud mà chỉ trong vòng 5GB để nó sẽ lưu trữ những cái dữ liệu quan trọng cần thiết thôi, để nó sẽ không hàng ngày thông báo những cái thông báo nào đầy nữa. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần quản lý dung lượng. Trong phần quản lý dung lượng này thì có thấy là nó sẽ lưu trữ những cái mà như ảnh này, nó hiện tại nó đang lưu được 297 MB, và hiện tại bây giờ thì nó đã lưu trữ được 336 MB và còn trên 5GB, nhưng nó vẫn báo đầy vì là trên mục ảnh của mình đã có quá nhiều video và video, nó sẽ lên được tới là 13GB rồi, cho nên là iCloud sẽ không thể lưu trữ được nữa, nó sẽ báo đầy. Thì để tắt những cái mà không cho iCloud lưu trữ nữa thì các bạn có thể vào mục là quản lý dung lượng này, và chúng ta sẽ vào phần các bản sao lưu. Trong phần các bản sao lưu này thì các bạn thấy là nó sẽ có các bản sao lưu trên iPhone này. Khi chúng ta vào mục này thì nó thấy là tất cả các dữ liệu sẽ chọn dữ liệu sẽ sao lưu. Thì trong phần chọn dữ liệu sao lưu này thì nó có phần ảnh này. Thì ảnh thì hiện tại bây giờ trong máy mình là 12GB cho nên là nó sẽ không thể lưu được. Đấy, cái đấy là đương nhiên rồi. Đấy, ứng dụng My Media đang có là 576 MB và ứng dụng Uline là đang có 223 MB. Đó, Soda. Đó, hiển thị ứng dụng thì bạn thấy là tất cả ứng dụng nó đều có tốn chiếm dung lượng, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tắt bỏ những cái nào mà không cần thiết đi để cho nó lưu trữ những cái quan trọng thôi. Ví dụ như là những cái mục, những cái app mà bình thường này thì chúng ta bỏ hết, chúng ta không cần lưu trữ. Đó, YouTube cũng vậy, không cần. Tất cả các ứng dụng là không cần thiết. Và tất nhiên là về phần mục ảnh chúng ta cũng phải tắt đi. Nếu bạn không có điều kiện mua dung lượng thì mục ảnh sẽ chúng ta quay chụp thường xuyên, nó sẽ không thể lưu trữ được. Vậy thì chúng ta hãy tắt những ứng dụng mà không cần thiết đi để nó chỉ lưu trữ cho chúng ta quan trọng là các dữ liệu tin nhắn này, và những ứng dụng tin nhắn Zalo, tin nhắn thông thường và các danh bạ thông thường thôi. Đó là những cái lưu trữ những dữ liệu quan trọng mà mình không thể lấy lại được. Còn những ứng dụng này chúng ta có thể những trò chơi hoặc những trò chơi nào chúng ta đang chơi. Ví dụ Nga đang chơi một trò chơi nào đấy thì chúng ta lên bật nó lên để cho nó lưu trữ lại những dữ liệu đấy. Thì khi lưu trữ dữ liệu thì chúng ta có thể mất máy, hoặc là chúng ta có thể mất máy và khôi phục lại hoàn toàn trên một thiết bị iPhone mới mua, và hoàn toàn không bao giờ mất dữ liệu gì cả. Ok, và đấy là những cái thủ thuật mà mình muốn chia sẻ với đến tất cả các bạn. Và nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể bình luận bên dưới video này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ở những video lần sau. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.